Thân ái chào các bạn, đây là quốc lộ 13, thị xã Bến Cát, thành phố Bình Dương các bạn, à tỉnh Bình Dương các bạn, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Mình đang đứng phía trước cái cổng văn hóa du lịch thể thao Đại Nam bạn, cổng bên đường quốc lộ 13. Bây giờ hôm nay mình muốn đi vào đây quay số hình ảnh từ cái cổng đường quốc lộ 13 các bạn, đi qua bên cái đường Lê Chí Dân là cổng phụ, cổng đây là hình như là cổng chính, cổng đây là cổng chính đúng không, cổng đây là cổng chính các bạn. Để bây giờ mình đi các bạn. Đi cái tay côn các bạn nó hơi khó. Mình đi vô cái đoạn đây mình thấy nó có hai bên là đang có bờ tường mà giống như mình tưởng tượng, giống như là cái bờ thành hồi xưa các bạn, giống như một cái bờ thành, cái kiểu cách nó giống như một cái bờ thành đó. Mình tưởng tượng giống như là một cái thành xưa ở đây là một cái bờ thành ở phía trong, nó có mấy cổng thành đi vào này. Mình vừa đi vào cái cổng khu du lịch Đại Nam các bạn, đi từ cái đường quốc lộ 13. Giờ hồi nãy cái mình cầm cái tay xe tay côn, nó cầm cái máy quay nó bị lệch mà. Bây giờ mình đi vô một đoạn thì mình chỉnh lại rồi. Bây giờ mình đang đi qua cái đoạn cua đây. Thì mình nói lại là cái bờ thành đó bạn. Cái bờ thành nhìn y như là một cái bờ thành hồi xưa các bạn, có mấy cái cổng thành đó. Nhưng mà thật ra là ở đây là khu du lịch Đại Nam, thì phía trong của cái bờ thành đây là cái trường đua các bạn, trường đua rộng lắm, rồi người ta xây cái bờ tường đây, còn ở ngoài đây là có một con đường từ đây sẽ chạy qua tới cái cổng đường Lê Chí Dân các bạn, cổng phụ đường Lê Chí Dân. Giờ hôm nay mình muốn chạy cái con đường này nó cũng khá dài các bạn. Bây giờ là mình đi vòng vòng theo cái trường đua các bạn. Giờ mình kẹt cái xe tay côn cho nên là nó hơi cà giật các bạn. Đây có mấy cái gờ giảm tốc mà, để hạn chế tốc độ mấy cái xe chạy nhanh mà trong cái đoạn đường này, đường khá rộng mà. Dọc dọc đây thì mình thấy có một cái chỗ là hình như là khách sạn Đại Nam ạ. À, đây khách sạn Đại Nam, nhưng mà mình thấy hình như không hoạt động các bạn. Do thời gian gần đây ở Đại Nam cũng có những cái chuyện lùm xùm này kia, thành ra mình cũng không vào bên trong quay làm gì bạn. Mình hôm nay mình sẵn đường đi ngang đây, mình quay các bạn xem cái đoạn đường này thôi, đoạn đường từ cổng phụ qua cổng chính, à cổng chính qua cổng phụ. Đây nhìn cái dãy đây như mấy cửa giống như là không mở các bạn. Đây là trường đua nè. Đó, trường đua các bạn. Để mình đưa camera lên cao cao và thử có thấy gì bên trong không các bạn. À, do mình kẹt cái tay côn mà mình quên, mình không có đưa lên cao được, thôi bây giờ mình cứ đưa để dưới thấp quay các bạn xem. We'll be right back.
đây mình đã đi vào quay video rồi, giờ mình muốn quay con đường này thôi mà. Ê, mấy người hình như người ta cũng đi tắt cái đường này mà. Đi tắt đường này từ bên cổng chính qua cổng phụ mà. Người ta không vào trong khu Đại Nam đây. Người ta dùng cái đường đây là như là đường tắt rồi. Để đi. À, hôm nay là hơi vắng rồi mà. Mình đi tầm giờ chiều rồi. Trong cái bãi giữ xe cũng không thấy có khách rồi. Đây là qua cổng phụ đường Lê Chí Dân. Đường Lê Chí Dân à. Làm như cái cổng thành rồi. Mình vừa ra cái cổng phụ đường Lê Chí Dân này bạn. Thì do thời gian gần đây là các youtuber vào quay phim trong cái khu Đại Nam này rồi cũng này kia. Có nhiều cái vấn đề nó cũng nhạy cảm bạn. Nên là mình thôi mình cũng không vào ghi hình. Mình chỉ đi từ cái đường bên quốc lộ 13, cái cổng cổng chính qua cổng phụ là đây. Đường Lê Chí Dân này bạn. Cho các bạn thấy có một cái con đường mà người ta hay dùng để thành làm đường đi luôn bạn. Tại vì ở ngoài này xe cổ đông nè. Nhất là ở đây là cái đường này quốc lộ 13, đây xe tải cũng lớn nhiều lắm bạn. Đây nè, quốc lộ 13 trước mặt cái... À không phải đường Lê Chí Dân nha. Hồi nãy cái từ quốc lộ 13 đi qua đường Lê Chí Dân này xe cổ đông luôn mà. Bên quốc lộ 13 cũng xe đông lắm à, cho nên người ta đi cắt vô trong cái con đường từ hai cổng. Từ cổng chính qua cổng phụ. Tôi xin thay cho các bạn.